Chào các bác nhá. Đây là khu vực bên nhà vườn Đạt Nhung đang ươm ủ cây các loại cây công trình. Đang xuống xe kia là cây gạo mọi người nhé. Cây gạo là loại cây mà chắc là ít ai bán nhưng mà ai cũng thích những bông hoa gạo. Thì bên nhà vườn em là có những cây gạo đẹp như thế này, bầu đất ổn định và em đã ủ cho khách. Hôm nay tiếp tục xuất hàng, bác nào mà cần thì inbox trực tiếp cho bên nhà vườn em. Thế còn bên đây thì bên em có các loại cây trong lô này thì xin giới thiệu đến quý bà con là có cây ngắn ngắn này, là những cây kèn hồng. Nó ngắn như vậy bởi vì bên em cắt bớt tán đi. Thế còn những cây cao hơn này thì có cây muồng hoàng yến hay còn gọi là Osaka. Đây chính những cây thân trắng trắng này là Osaka các bác này. Rất là đẹp nhá, cây nào cũng có hoa rồi. Đường kính gốc tầm khoảng 10 20 12 phân đấy, tầm đấy. Có cây thì được đa phần là 10 12 phân hết các bác ạ. Kèn hồng thì đường kính gốc phải 15 phân. Thế còn bên đây là cây bàng Đài Loan. Ví dụ như cây bàng Đài Loan này thì nhiều tầng tán rồi này. Cây cũng rất đẹp. Cây thẳng đẹp, đây là cây chọn lọc mọi người nhé. Đấy, cây bên trong này cũng là bàng Đài Loan này, đường kính gốc nó cũng tầm khoảng 12 13 14 phân đó. Rất là đẹp luôn. Thế còn bên trong này bên em cũng vẫn đang ươm, lô bên này là cây nhãn. Nhãn lồng chuẩn. Cây này đánh lên để cho các bác trồng biệt thự. Cây một cốt này, một thân đi lên thoát thân lên nó tầm mét rưỡi. Cây này như cây này mét rưỡi, có cây thì mét 3, mét 4, mét rưỡi, mét 6 tùy cây thôi. Đa phần là tầm mét rưỡi, mét 6. Có cây này và cây này thì tầm khoảng mét 3. Thoát thân sau đó là xòa tán ở trên. Thì những cái cành tán chính này là cành chính này, gọi là cành cấp 1. Khi mọi người đưa về rồng thì nó sẽ ra các cái cành cấp 2, cấp 3. Thế còn bên trong đây thì cây này là cây mận. Mận này mận to mọi người nhá, mận này rất là to, cây to. Thế còn bên đây là em mới ủ lô này là cây ban và cây ban và cây long não. Những cái cây đường kính gốc ban và long não này đường kính gốc tầm khoảng 7-8 cm, 7-8 cm. Cây đường kính gốc to thì giá sẽ cao hơn một chút, còn cây đường kính gốc bé thì giá rẻ mọi người nhé. Lô bên kia là cây xoài, xoài Đài Loan quả ngon, trồng bóng mát, trồng sân vườn, trồng chậu đều được. Bác nào lấy thì inbox trực tiếp cho bên nhà vườn Đạt Nhung ạ. Cảm ơn các bác đã luôn ủng hộ nhà vườn em trong suốt 12 năm vừa qua. Em xin phép dừng video ạ.